Video này chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cái chi tiết rất là nhỏ là cái trường hợp cái cục lạnh của cái máy lạnh rời á, máy lạnh một cục nóng một cục lạnh á, nó âm một phần lên bên trên tràn thật cao. Tất nhiên là vì cái điều kiện rất là bất đắc dĩ thôi. Ví dụ như có thể là cái phần khung thô người ta đã đi sẵn cái ống ga máy lạnh và cái ống thoát nước, thì trong quá trình vào người ta trang trí lại cái căn phòng buộc phải đóng thật cao thấp xuống, nhưng mà không có dời cái ống ga với cái ống thoát nước được, cho nên là chúng ta phải làm như này. Hoặc là cái việc mà dời cái cục lạnh xuống dưới thấp hơn cái trần đủ để mà không phải làm cái tràn âm như này mà được, nhưng nó lại vướng cái hệ thống kết cấu bên trong tường, thì buộc thế là chúng ta phải đặt cái cục lạnh âm lên như này, tức là nó vẫn phải đảm bảo là cái họng lạnh đó, cái phần mà phá cái hơi là hơi lạnh ra phòng á, phải thấp hơn trần để cái hơi lạnh nó phả được xuống các cái phòng. Thì đây là một cái phòng khách sạn, thì chúng tôi cũng không biết vì cái điều kiện khách quan hay là cái lý do gì mà cái máy lạnh nó phải âm như này. Tuy nhiên trong thực tế xây dựng thì cũng không hiếm cái trường hợp buộc chúng ta phải đặt cái cục lạnh nó âm trần như này. Thì chúng tôi ghi lại để mọi người tham khảo. Hai bên đó, cái phần tràn thật cao cái mà bị lõm á, thì nó hai cách đó, hai bên của cái máy lạnh nó cũng phải rộng như này, nó khoảng tầm 15 cm, và cái khoảng hở phía trước cái máy lạnh thì khoảng tầm 20 cm. Chúng ta phải có cái khoảng hở đủ lớn như vậy để quá trình tháo cục lạnh ra, đi sửa chữa, đi bảo trì hoặc là lắp cục lạnh vào, cũng như là trong cái quá trình vệ sinh bảo dưỡng cái máy lạnh. Vì thường là từ khoảng 3 đến 6 tháng sử dụng thì chúng ta phải vệ sinh cái cục lạnh một lần, cho nên chúng ta phải mở cái nắp này ra, rồi chúng ta vệ sinh những cái phần lưới lọc và các cái một số bộ phận bên trong, cho nên chúng ta cũng cần một cái khoảng hở đủ để mà làm những công tác đó. Đồng thời thì theo cái nguyên tắc đấu lưu thì máy lạnh nó sẽ hút cái hơi nóng ở cái phần bên trên đó, bên trên của máy, và phả hơi lạnh xuống phần bên dưới, thì cái phần bên dưới là nó phả hơi lạnh rồi. Còn cái bên trên máy đó không phải là chúng ta làm cái mặt trên của trần là nó sát với cái mặt trên của máy là không đúng, mà nó phải có một cái khe hở để cho không khí nó được đấu lưu vào bên trong của cái cục lạnh. Thì đó là những cái thông số kỹ thuật và những cái hình ảnh từ thực tế về cái trường hợp cái cục lạnh của máy lạnh buộc phải âm trần một cái khoảng trần sát với tường. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến video.